Ơ kìa, sao tự nhiên nói thẳng thế? Không bếp. Ừ, không đặc biệt lắm, chứ lại bảo là không ngon. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Trước mặt mình đây hiện nay đang có rất nhiều những sản phẩm tteokbokki ăn liền ở trên siêu thị, có cả dạng hộp và dạng gói. Và trong video lần trước ấy, khi mình review về những sản phẩm tteokbokki của hãng Ofood thì được mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt. Ngay trong video này thì mình sẽ review về 10 loại tteokbokki đến từ hãng Yobukki và Jin. Mình nghĩ rằng hãng Jin là một trong những hãng mà rất nổi tiếng về mì, nhưng không biết là tteokbokki của hãng này thì sẽ như thế nào. Và trước khi bước vào video ngày hôm nay thì mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, đây không phải là một video có booking quảng cáo. Tất cả những cái đánh giá trong video này đến từ trải nghiệm cá nhân mình và của team mình nha mọi người ơi. Những sản phẩm này đều là của team mình trực tiếp đi mua ở trên siêu thị về và không hề có bất cứ một đồng tiền tài trợ nào cả, cho nên mong rằng là mọi người sẽ có cái nhìn khách quan. Và khẩu vị của mỗi người là khác nhau, mình vẫn khuyên rằng là mọi người nên thử tất cả những cái loại này để có trải nghiệm khách quan nhất nha. Vào việc. Về Yobukki thì mình sẽ có tổng cộng là 6 loại nha mọi người ơi, trong đó có 4 loại ở trong hộp và 2 loại ở trong túi, và mình thấy rằng là hình như túi là trọng lượng sẽ nặng hơn đúng không mọi người? Đó. Mình xem nào, nếu như là túi thì trọng lượng sẽ là 240g. Còn nếu như mà là hộp ấy thì nó sẽ là 115g, tức là hơn gấp đôi. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ thử từng loại một nha mọi người ơi, nhìn hấp dẫn lắm đây này. Ngay trước mặt mình đây thì các bạn trong team mình đã chuẩn bị tổng cộng là 5 loại topping, có kim chi này, xúc xích này, củ cải muối này, chả cá này, và bên cạnh đó là có cả phô mai nha mọi người ơi. Bởi vì nếu như mà ăn không như thế này thì cái vị của nó mình nghĩ rằng là nó khá đơn thuần, nhưng có thêm những cái loại topping thì sẽ là hợp lý hơn. Và riêng đối với loại Yobukki này thì đầu tiên mình sẽ review cái màu đỏ đậm nhất đi. Tên sản phẩm là bánh gạo Yobukki vị cay ngọt nha mọi người ơi, màu đỏ đậm nha. Trong này nó sẽ có một cái gói Yobukki như thế này. Đó, rất là đơn giản nha, cho nên bọn mình phải chuẩn bị thêm topping. Bỏ cái này vào trước đúng không? Đầu tiên là mình sẽ thử tteokbokki vị cay ngọt nha mọi người ơi. Cái nhãn của nó sẽ là màu đỏ đậm như thế này nha. Nào bây giờ mình sẽ thử nha. Bọn mình có bỏ thêm cả chả cá và xúc xích để ăn cho nó hấp dẫn. Nào bây giờ mình thử nào. Nào. Trời ơi, đang đói bụng 2 giờ chiều rồi, bây giờ mình được ăn chuẩn bị từ nãy giờ ấy này. Các bạn nhân viên trong team mình chắc đói lắm rồi. Rồi nha. Mời mọi người nha. Ngon đấy. Thiên ngọt nhờ. Cái này chắc trẻ con thích lắm ấy này. Đây, cái miếng tteokbokki ở phía đằng trong ấy, nó sẽ kiểu nhỏ như thế này nha mọi người. Vị cay ngọt đấy, thấy như nào các em? Ngon nhở, vị thiên ngọt nhiều và cay rất là ít thôi, mà đậm đà ấy á. Ăn không nha. Ngon nhờ, cái vị cay ngọt này ngon thế. Nó gần như là giống một cái vị truyền thống, nhưng mà bên cạnh đó là hơi ngọt một tí. Cái này thì các em bé chắc mình nghĩ đang thích lắm, những bạn nào mà tiểu học ấy, trung học nó thích lắm. Ngon thật đấy. Cái này chỉ cần cho thêm ít topping thôi, là xúc xích, là chả cá, nói thật với mọi người ngon cực kỳ luôn. Các bạn đang can vì là có đến 10 vị thôi mọi người ơi. Cái nước của nó đúng ngon luôn ý. Ôi dồi ôi, này làm tí coca cho đời thêm tươi này. Ăn không heo thì nhưng uống đang heo thì thế này. Vị đầu tiên là phải mấy điểm? 9 điểm. Không phải mình chấm nha mọi người, các bạn trong team mình chấm là 9 điểm nha, mình công nhận là ngon thật. Tiếp theo đó sẽ là Yobukki sốt tỏi nha mọi người. Đây là lần đầu tiên mình ăn một cái tteokbokki mà sốt tỏi. Đây, cái bao bì của nó màu nâu như thế này nha. Và bây giờ mình sẽ thử nha. Nói chung là mình thấy hướng dẫn sử dụng ấy quay cỡ khoảng tầm 1000 W là 2 phút, 700 W là 3 phút, nhưng mà nhà mình cũng có lò vi sóng, thì đây mình nói thật với mọi người nhá. 1000 W trong vòng 4 đến 5 phút thì nó mới mềm được cái miếng tteokbokki. Đó. Đấy là quan điểm của team mình theo đúng như cái lò vi sóng nhà mình nhá. Vị tỏi nha mọi người.
khi mà ngửi ấy thì nó có một cái mùi, của mọi người thấy mùi hơi hăng hăng không? Hơi hăng hăng, không biết ăn là như thế nào, bây giờ mình thử đã. Mời mọi người nha, bỏ vào lò vi sóng 5 phút thì là cái miếng tteokbokki nó mới mềm như này. Đây mọi người nhìn thấy này, nó mềm nha. Cái sốt màu nâu nâu ấy nhỉ, ăn nhìn lạ ghê. Ngon à? Từ từ. Hăng hăng mùi tỏi nồng nhỉ. Ngon. Cái ăn tteokbokki ngon thế. Vị mặn mặn ngọt ngọt nha. Và bên cạnh đó là có một cái vị như là vị tỏi cộng với cả vị thảo mộc. Nó có một cái vị thảo mộc kiểu thơm thơm, hơi hăng hăng, nhưng ăn vào cực kỳ ngon. Mặn ngọt nha, không phải thiên ngọt. Loại đầu tiên là nó hơi thiên ngọt, nhưng loại này là có vị mặn và vị ngọt và cực kỳ đậm đà luôn. Đùa chứ cái này có khi còn ngon hơn cái đầu tiên. Ăn lạ cực kỳ luôn mọi người. Hãng tteokbokki này hãng nào chị cũng biết hãng này luôn, đây lần đầu tiên. Các bạn trong team mình đi lên trên siêu thị xong bảo là hãng này bán cũng khá là chạy, mua về cho mình review, nhưng mà hàng này là hàng Hàn xịn luôn đây này. 40.000 một hộp đúng không? Khá là đắt, nhưng mà 110 mấy gram. Tùy vị sẽ từ 40 đến 46.000, nhưng mà cái lượng tteokbokki ở trong một cái hộp như thế này mình thấy rằng khá là nhiều, bỏ thêm tiếp topping ăn là no nha. Bỏ ngon đấy. Chị thích cái vị tỏi này còn hơn cái vị đầu tiên nữa. Nó ngon thật luôn ý. Tteokbokki hãng này mình không biết là hãng nào, nên mọi người đừng nói câu chuyện là mình booking nhờ. Không biết hãng này là hãng nào luôn. À, ăn vừa thôi, cho một miếng cuối cùng. Một đúng một miếng nữa thôi, chị đúng một miếng nữa, vị này ngon quá. Một miếng với miếng cho to, ăn đỡ thèm. Ngon nhỉ, đây là lần đầu tiên chị ăn một cái loại tteokbokki ăn liền mà có một cái vị đặc biệt như này luôn đấy mọi người ơi. Ngon thật luôn. 46.000 không thể 10, nhưng mà nó phải xét về hương vị nó phải được 9.5 ấy. Cái hãng này thực sự đáng để thử luôn đây này. 9.5 vị tỏi nha, quá ngon luôn. Ngon nha. Cô bác anh chị ơi, ngon thế. Ui giời, nó đã. Tiếp theo sẽ là bánh gạo tteokbokki vị phô mai nha mọi người ơi. Vị phô mai là vị mà mình cực kỳ thích luôn. Ăn cực kỳ béo và thơm nha. Không biết là của nhà tteokbokki thì sẽ như thế nào. Cứ đến video review đồ ăn là hào hứng vô cùng nghe. Úi dồi ôi, hấp dẫn lắm các bạn ơi. Mở ra xem này. Đây là những cái mà mang hình ảnh minh họa, vì trong cái hộp là nó không có chả cá, đây là bọn mình mua thêm nha. Không mua về lại thấy không có chả cá lại chết đây này. Ôi dồi ôi nào. Cái hãng này là hãng nào ta? Không biết bên Hàn có nổi không nhờ. Ở Việt Nam thì hình như chỉ nổi All Food, đúng không? Mọi người thử tteokbokki đi mọi người ơi. Nào này, mời mọi người nha. Ăn phát 4 cái luôn à. Thế nào? Nhưng mà mọi người có thấy rằng là cái hãng này người ta căn nước rất là chuẩn nha. Nếu như nấu đúng với cái lượng nước này thì cái phần nước sốt nó sẽ sệt lại, vẫn đúng như là cái tteokbokki ở bên Hàn luôn ý. Vị phô mai thơm thế. Nhưng mà cái phô mai này nó lại ít ngọt nhỉ. Nó hơi nhạt một tí và bên cạnh đó là nó thiên về kiểu vị mặn chứ ít vị ngọt nha. Cái hãng này mình nghĩ rằng là phù hợp với nhiều lứa tuổi này, mình ăn mình còn thấy ngon này. Phô mai thơm thế. Ngon. Nhưng mà cái vị này thì không bằng hai cái vị đầu tiên. Vị tỏi phải gọi là cực kỳ đặc biệt. Cái vị này thì nó sẽ đậm vị phô mai và bên cạnh đó là thiên về vị mặn nhiều hơn. Rất ít vị ngọt nha. Và cái phần nước sốt của nó ấy, thì sệt lại nhìn ngon vô cùng luôn mọi người. Mấy điểm? 8 thôi, cái vị này 8 thôi. Tức là nó dễ ăn, nó ngon. Nhưng mà để nó quá đặc biệt như hai cái vị đầu tiên, nhất là cái vị tỏi nha. Mình nói thật với mọi người luôn, nếu như mà xét về mức giá nó cỡ tầm 20.000 là chị vẫn chấm 10 đấy. 28, 29 vẫn 10 luôn. Nhưng mà 40.000 thì đắt quá. Ngon. Next. Hãng này chất lượng nha. Tiếp theo đó sẽ là bánh gạo tteokbokki. Vị này mình thích lắm mọi người ơi. Đây là vị kim chi nha. Chua chua ngọt ngọt. Nào. Nhưng mà cái gói bánh gạo ở trong này cũng khá là nhiều đấy, không phải ít đâu. Đây này. Nhưng mà cái bánh gạo nó cứng đơ đơ. Cái này phải bỏ lò vi sóng. Còn nếu như bỏ nước nóng không, mình nghĩ rằng nó không thể nào nó mềm được đâu. (Cười)
Nào, vị kim chi nha mọi người. Nào bây giờ mình thử nha. Đây là một trong những cái vị mà mình rất là thích. Nào, mời mọi người nha. Không biết là yoboki làm có ngon không này. Này, đặc điểm của cái hãng này ấy, đó là không phải vị nào cũng ngọt nha. Ví dụ như cái này là nó có vị chua này, vị mặn này và rất ít vị ngọt nha. Đúng, và nó có một ít vị cay, Dũng nói rất là chuẩn luôn. Và cái bánh gạo của nhà này có một cái ưu điểm, đó chính là cái miếng bánh gạo khá là chắc. Nếu như mọi người thích ăn những cái loại bánh gạo mà nó kiểu hơi nát nát một tí thì chắc là nên cho nhiều nước và quay ở lò vi sóng cao hơn, kiểu lâu hơn ấy. Đó. Nhưng bọn mình ăn như này là cảm thấy vừa nha. Khoan, cái vị kim chi này ngon đấy. Em ơi ngon ấy. Cay hơn kim chi mà. Như mình người lớn thì thích ăn như này, không thích ăn quá ngọt. Ngon đấy. Mà cái vị nó không bị ngọt quá nhỉ. Ăn đúng cái vị kiểu kim chi của chua chua, dễ ăn nha. Nhưng mà vị cay ngọt đầu tiên với vị này, vị nào ngon hơn? Nhạt á. Hai vị đầu hơn. Nhưng mà chị thấy vẫn ngon. Nếu như mà chấm thì đúng là phải tầm 8 điểm rưỡi. Không thể nào là 8 điểm hay 7 điểm được. Cái vị này nó phải được 8 điểm rưỡi vị kim chi. Bởi vì là cái vị kim chi của nó ăn khá là thật vị. Và bên cạnh đó ăn lạ lạ ấy. Không giống như những cái loại tteokbokki ăn liền mà hiện nay toàn ngọt là ngọt, thì cái này nó vẫn nghiêng về cái vị mặn mặn chua chua, dễ ăn. 8 rưỡi, ngon đấy. Tiếp theo đó sẽ là một dạng tteokbokki dạng gói như này nha mọi người ơi, không phải là dạng cốc nha. Thì loại này là bánh gạo tteokbokki sốt bơ hành. Chưa bao giờ mình ăn một cái loại tteokbokki sốt bơ hành đâu mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ thử nha mọi người ơi. Cái này sẽ phải nấu nha, nấu bằng chảo hoặc là nấu bằng lò vi sóng đều được. Bóc bánh gạo này, cho gói sốt này, thêm 20ml nước trộn đều và quay trong lò vi sóng ở nhiệt độ 700W. Có thể bỏ thêm chả cá, trứng, rau đấy, cũng giống như bọn mình bỏ thêm topping. Cái này được nhiều hơn, nặng hơn hẳn luôn nè. Ui dồi ôi, cái này hấp dẫn lắm, cái này dạng gói này. Kể cả mà nhà có lò vi sóng cũng tiện vô cùng nha mọi người. Chỉ cần bỏ vào bát tô, cho thêm nước cho vào lò vi sóng là được nha, không cần phải nấu. Ngon thật không bá? Nóng ruột, nóng ruột. Này 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 này, nhanh để chị thử phát nào. Thử nha, bơ hành nào. Mọi người đang nói rất là ngon, mình không biết là như nào, để mình thử xem. Mời mọi người nha. Ui má ơi, ngon dữ vậy. Này, cái hãng tteokbokki này hãng nào ấy nha. Hãng này cần phải nổi tiếng hơn nữa. Đúng rồi. Để chị lấy cho. Từ lấy thêm này. Này, rồi. Đậm đà nhờ. Nhưng mà cái tteokbokki này theo riêng quan điểm cá nhân mình ấy, là nó sẽ phù hợp với cả người lớn hơn là trẻ em. Vì là trẻ em thì nó vẫn thích kiểu thiên ngọt một tí, đúng không mọi người? Còn cái này nó thiên đậm đà lắm luôn ấy, dễ ăn vô cùng mọi người. Cái vị bơ hành này, em ơi, cái bơ hành này ngon thế. Đỉnh cao luôn. Hãng này là hãng nào nhỉ? Sao Việt Nam không nổi lắm nhỉ? Đấy. Ngon, 57.000 là ngon đấy. 9,75. Khẩu vị là tùy theo mỗi người, nhưng mà team mình là chấm 9,75, ngon hơn cả vị tỏi. Không, cái bơ hành chị thấy ngon đấy, ngon thật. Tiếp theo đó sẽ là bánh gạo tteokbokki sốt kem phô mai. Sốt kem phô mai, sao nghe béo ngậy vậy ta. Nào, thử nha. Gói này to lắm, phải một team phải ăn được cỡ tầm 3 người ăn cái hộp này đấy. Đây là vị tteokbokki sốt kem phô mai. Nào,
sốt kem phô mai nha. Mời cả nhà nha. Sao mà nhà này vị nhà cũng ngon nhỉ? Thật đấy. Chưa chê được cái vị nào. Cái này nó là một cái vị kem béo béo, hơi chua chua. Và bên cạnh đó rất đậm vị phô mai nha mọi người. Ngon, thật sự luôn. Ăn đây là gói thứ 6 rồi nhỉ. Cái vị thứ 6 rồi mà mình vẫn thấy ngon đấy. Hả? Thì đúng là ngon thật đấy, đúng như Thùy Linh nói luôn. Ăn từ lúc đói đến lúc ngang bụng rồi bây giờ vẫn thấy ngon. Này, cái hãng này có khi phải nổi tiếng hơn ở Việt Nam, nhưng mà với cái giá 4,000 thì lại không quá viral. Ngon thế. Vị kem béo ngậy nha. Ở trong miệng cái độ béo ấy nó tứa ra hai bên hàm này, và bên cạnh đó có một cái vị chua chua nhẹ nhẹ, vị phô mai rất là thơm. Vị này cũng phải được 8,5 nha. Không được 9 nhưng cũng phải được 8,5, ngon đấy. Tổng kết lại của nhà Yobuki thì có 3 vị nha mọi người, cay ngọt này, vị tỏi và vị bơ hành, cực kỳ ngon luôn. Đến zin nha. Về zin thì sẽ có tổng cộng là 4 loại nha mọi người. Có cả những cái loại hộp như mà bọn mình mua gói cho nó hời, có vị phô mai này, vị kem carbona cay, vị tương đen, và ở đây có một cái vị màu xanh lá là vị kem bắp nha. Nào bây giờ mình sẽ thử kem bắp đầu tiên đi. Đặng cốc cho tiện trước này. Ơ khoan, từ từ. Cái này mấy gam? Ui. Cái này có 82 gram thôi, ít hơn cái Yobuki. Chắc gì mà cái Yobuki lúc nãy kể cả cái cốc của nó ăn cũng cảm giác hơi nhiều. Mùi bắp nha, mùi bắp thơm. Kiểu nồng nồng luôn ý. Bánh gạo zin vị kem bắp nha mọi người. Thử miếng nào. 7 phút rồi nhưng mà cái phần nhân nó vẫn cứng. Cái phần nhân nó cứng. Cái bánh gạo nhà này hơi cứng nha. Em thử đi. Cái phần nhân nó cứng, dai dai. Ăn cảm giác chưa chín, chưa tới lắm. Mà quay 7 phút rồi đấy. Cho 2 lần nước là cạn hết rồi. Em thấy đúng không? Cá nhân mình thấy rằng ấy là bánh gạo zin vị kem bắp, thứ nhất là cái bánh gạo nó khá là cứng, dù bọn mình đã quay lò vi sóng 7 phút. Cái vị bắp này ấy, nó sẽ là một cái vị bắp kết hợp với cả vị kem. Bên cạnh đó là nó hơi ngọt ngọt một tí, nhưng mà cái vị của nó thì hơi nhạt. Cái này thì chắc là phù hợp với cả trẻ em hơn nhỉ. Còn về cái hương vị này thì team mình không quá phù hợp, bỏ qua. Tiếp theo đó sẽ là bánh gạo vị tương đen nha mọi người. Zin nha, đây là một cái hãng mà mình thấy rằng khá là nổi tiếng nếu như xét về mì đấy. Nhưng mà cái hãng Zin này thì khác so với Yobuki, là hãng Zin này sẽ được sản xuất tại Việt Nam nha mọi người, sản xuất ở tỉnh Bình Dương đây này. Còn Yobuki nó là hàng nhập khẩu nha, cho nên nó sẽ có tem tiếng Việt. Còn ở trên cái túi của hãng Zin sẽ có ngay là tiếng Việt đây luôn, không cần dán tem tiếng Việt làm gì luôn. Cho nên là nó sẽ có sự khác biệt về giá. Nào, em ơi, yo, thử nha. Đây là tteokbokki vị tương đen nha mọi người. Các bạn ý đã nấu lên rồi, nhưng mà mình cảm thấy rằng là nấu nó không ngon bằng lò vi sóng nhờ. Bỏ lò vi sóng cảm giác nó dẻo hơn là cái thứ nhất, cái nước sốt nó đậm đà hơn. Cái này khi nấu thì mình thấy rằng cái nước sốt nó không dẻo bằng. Thử cái vị nó sao sao ấy. Không, tương đen thì luôn luôn khét. Cái vị của nó mặn ghê luôn nhờ. Và nếu như bỏ nhiều nước hơn thì cái nước này nó lại là lỏng bỏng. Nó mặn nha mọi người, là cái thứ nhất. Này, cái mì tương đen của Jin nó ngon mà sao cái vị này nó hơi đắng. Nó hơi đắng đắng. Nó không hề bị cháy đâu nha. À, mà nó hơi đắng đắng. Hả? Ôi kìa. Sao tự nhiên nói thẳng thế? Không bền. Không đặc biệt lắm, chứ lại bảo là không ngon. Thôi, cái vị tương đen này coi như là không chấm điểm nha. Chứ bây giờ chấm 6 thì lại là cao quá nhỉ. Nói như vậy thì ở đây nói như tập ở đây. Thì là 6, nếu mà 6 thì là cao quá. Cái vị của nó ăn chủ yếu là vị mặn. Rất là mặn nha, bên cạnh đó là cái vị khét khét hơi kiểu cháy cháy. Tất nhiên là cái vị tương đen này nó luôn luôn là như thế, nhưng mà cái này nó khét theo kiểu hơi đắng đắng. Bánh gạo Jin, vị kem carbonara cay nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ thử nha. Thôi, mình nói dựa trên quan điểm của mình và cả team mình thôi nha. Các em có thấy bánh gạo nhà này hơi cứng không? Hơi cứng, tức là cùng một cái khoảng thời gian đó để quay lò vi sóng hoặc là đun trên chảo thì nó sẽ cứng. Chắc là mình sẽ phải gia tăng cái thời gian, một là đun mà hai là bỏ vào lò vi sóng nha mọi người. Chứ không là cái này mình thì cứng lắm đây này.
À, bây giờ mình sẽ thử vị carbonara nha mọi người. À. Sao này giống cái vị mì tôm ấy nhỉ? Giống cái vị mì tôm. Nhưng mà cái bánh gạo nhà này công nhận cứng thật. Thật sự luôn. Cả đun, cả bỏ lò vi sóng 10 phút rồi nhưng mà vẫn không được. Cứng. Cái này cỡ phải luộc chắc cỡ tầm 20 phút nó mới mềm ra ấy. Đúng rồi. Mười cứng nhỉ? Cứng à? Công nhận luôn ý. Làm đủ kiểu rồi mọi người ơi. Cả đun cả bỏ lò vi sóng. Đun thì đun đủ thời gian rồi vẫn không đủ. Bỏ vào lò vi sóng cũng không được luôn. Cho thêm nước 3 lần rồi nhưng bây giờ nó cứ cứng như này. Thì cái vị của nó là đúng như là Ngân nói là nó là một cái vị kiểu hơi kem kem. Và nó có cái vị mặn ngọt nhưng mà thật ra là nó hơi nhạt. Và nó giống vị, khá là giống cái vị cháo gói của trẻ em. Đây là mình nói nha, cái độ sệt của cái sốt là nó như vậy, không bị quá nhiều. Tức là cái gia vị này là bọn mình đã bỏ đủ 2 gói rồi nhưng mà ăn vẫn rất là nhạt. Và bên cạnh đó, thôi bỏ qua. Bên cạnh đó là bỏ qua. Bánh gạo zin của Ottogi vị phô mai nha mọi người. Nào bây giờ mình sẽ thử nha. Nhưng mà mình thấy rằng cái bánh gạo zin này không hợp khẩu vị team mình cho lắm đây này. Bây giờ mình sẽ thử mì zin phô mai nha mọi người. À quên, tốt ok. Mấy cái vị này ăn được này. Tức là bọn mình đã bỏ lò vi sóng tổng cộng là mấy phút? 14 phút. Nhưng mà kể cả đun luôn. Cái này lúc nãy mình đun cái kia nhỉ. Đun trong vòng cỡ tầm 6-7 phút rồi đấy. Nhưng mà vẫn không thể nào mềm được. Nè. Về cái bánh gạo nhà zin là hơi cứng. Khi mình ăn, mình nhái, mình hiện nước đâu mà. Mà còn còn dùi hết trớn cái bánh gạo. Đúng như Ngân nói là khi mà nhai là mình đã rút hết cái gia vị nhưng mà nó vẫn giữ lại cái bánh gạo ở trong miệng, kiểu nó cứng ở trong cái lõi ấy mọi người. Và bên cạnh đó về cái vị phô mai này thì mình thấy rằng nó là một cái vị phô mai kiểu kem béo, kiểu khá là đơn thuần thôi chứ nó không có gì quá là đặc biệt cả, nhưng mà vẫn là thiên về vị mặn chứ không phải là vị quá ngọt nha. Cái tteokbokki nó cứng quá, không hòa với cái sốt của nó. Tức là cái tteokbokki nó quá cứng. Kể cả là theo cách đun thì là trên bao bì là có ghi là đun 4 phút đúng không em? Bọn mình đun hẳn 7 phút không thể nào nó mềm được luôn, nói thật với mọi người đấy. Cho nên là gia vị thì cũng được nhưng mà cái bánh gạo nó cứng quá. Bánh một nơi, gia vị một nơi, không hòa nhập, không ăn nhập với nhau. Cái mì zin phô mai này thì mình thấy rằng là ổn nhất này. Nhưng mà nếu như để chấm điểm thì team mình vẫn là không chấm điểm nha mọi người. Bởi vì là nó căn bản là cái điểm trừ lớn nhất của nó đến từ cái bánh gạo ấy. Đó, cho còn về cái gia vị của nó thì mình thấy rằng là cũng tạm được nha mọi người. Mì thì là zin mãi đỉnh. Nhưng mà tteokbokki thì bỏ qua. Tổng kết lại trong video ngày hôm nay, sau khi đã thử qua cả chục loại tteokbokki ăn liền ở trên siêu thị thì theo riêng quan điểm cá nhân mình rằng là khẩu vị của mỗi người là khác nhau. Có thể là bọn mình thấy rằng là cái tteokbokki của nhà zin bình thường nhưng mà mọi người lại cảm thấy rất là ngon, cho nên mình vẫn khuyên rằng là mọi người nên thử để có cái nhìn khách quan nha. Video này cũng chỉ là cái trải nghiệm của cả team mình, nó còn tầm một chục con người thôi, không thể nào là cái ý kiến đánh giá của tất cả mọi người được, cho nên mọi người lưu ý nha. Trong video ngày hôm nay thì đúng là bọn mình rất rất là bất ngờ với cả cái hãng Yobuki, là một cái hãng mà không quá nổi tiếng, mình thấy rằng là không quá phổ biến nha tại thị trường Việt Nam, nhưng thực sự là cái chất lượng của nó rất rất là ngon nha mọi người. Và cảm ơn tất cả mọi người vì đã xem video này. Nếu như muốn mình làm về chủ đề nào thì đừng quên bình luận ở ngay bên dưới cho mình được biết nha. Và chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Bye.